này nhiều cỏ. Cái này phải chăm sóc thường xuyên đấy chứ, phân thiết đấy là. Thế là em không ở nhà thường xuyên à? À, dạy học. Hồng gì? Cứ các cái loại này đều là hồng ngoại đây đúng không? Ở đây hồng ngoại, đây chắc là đây là Juliet hả? Cá vươn hồng ngoại. Đây là hồng gì? Đây Vân Khôi. Vân Khôi. Hỏi hỏi em biết. Vân Khôi thơm lắm, người đã biết. Hồng à. Vân Khôi là hồng ta. Đây là hồng cái cây giống nhà em thấy. Y xì luôn. Vân Khôi. Nhưng mà hoa cây nhà em bé hơn. Thế thì sẽ không phải đâu, thế có khi hồng đấy là hồng bạch của hồng hoa nó bé hơn. Hoa kia hồng hồng kia hồng gì này? Hồng leo mon 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 như thế này, cái hoa nhỏ nhỏ ở đấy. Hoa. Vàng vàng đấy là Catalina sao? Có đúng không? Không có tên. Có tên dưới này nhưng mà bị hỏng. Nhưng mà hoa không được. Cái này là bị ấy. Là bị hoa. Mua nhiều. Hồng đen này. Đây hồng đen đúng không? À, abraca, abraca. Cho tới vàng, cho tới hồng, cho tới đen, cho tới đỏ. Một cây mà mấy loại màu liền nhé. Thế còn đây? Cái đấy là Royan nhé. Sao lạ nhỉ? Ta, hoa lạ thế nhỉ? À thế là em dạy ở chỗ trường nào? Trần Phú gần đây. Chị em giáo viên cấp 3 luôn. Cấp 3. Chuyên dạy môn gì vậy? Lý luận chính trị. Đây là cây quế son này phải? Cây khối mấy chị? Hay là tất cả các khối luôn? Tất luôn. Đây đúng Catalina nhưng mà cây hơi còi. Đây có cây Vân Khôi đẹp.